Đấy, bà xem như này. Thôi ngày giỗ năm thứ 8 ông nội mất, cháu trai lấy tấm hình ông chuyển thành video AI khiến bà xem rồi bật khóc xúc động. Đã 8 năm kể từ ngày người đàn ông của bà về với lòng đất lạnh, bà vẫn chôn chặt trong lòng bao nỗi nhớ nhung. Nhưng chưa bao giờ bà san sẻ niềm thương nỗi nhớ ấy với con với cháu. Thế nhưng mới đây, người cháu đã nhờ công nghệ AI thiết lập một video dựa trên tấm ảnh ngày xưa của ông. Trong chiếc video ấy, ông vẫn còn tươi trẻ, vẫn còn phong độ và đang tươi cười hạnh phúc vẫy tay chào tất cả mọi người. Khi nhìn thấy người yêu thương đang vẫy tay chào mình, bà đã không khỏi dâng trào lên một niềm hạnh phúc. Từ khoảnh khắc bất ngờ ban đầu trước công nghệ tối tân cho đến khi bà đắm chìm cảm xúc vào nỗi nhớ nhung da diết, bà quên mất rằng chiếc video chỉ là những hình ảnh giả lập của AI. Ánh mắt bà hằn lên một niềm hy vọng nhỏ nhoi, hòa lẫn cùng những giọt nước mắt. Giọng bà nghẹn ngào khi bất giác thốt lên trong niềm mong đợi mong manh rằng ông hãy về đi, về nhà đi, về với vợ, với cả cháu nội. Nhiều người đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc người bà quặn lòng khi nhìn thấy lại hình ảnh của người yêu thương. Một số bình luận được mọi người để lại: tình yêu của ông bà vẫn mãi đẹp như những ngày xưa cho đến tận bây giờ. Tình yêu thời của các ông các bà thật sự rất đẹp, thấm đẫm cái tình cái nghĩa, bắt gặp người trước màn hình đang rơi lệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.